Nhà đất Hoàng Tiến trên kênh YouTube xin kính chào tất cả quý hàng. Để tiếp tục chia sẻ đến cho khách hàng những căn nhà mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà lên đến 9m, được anh chị chủ nhà thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu. Thì khu vực ở dưới tầng trệt phía bên ngoài mình để xe gắn máy, cũng như bên trong thì mình sẽ có phòng bếp và khu vực phòng khách. Thì mình đã được anh chị di chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và hai lầu thì mình sẽ có một phòng ngủ master và một cái nhà vệ sinh rất là rộng. Cũng như lầu 2 thì mình sẽ có hai phòng ngủ vừa, và phía bên trên sân thượng thì mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt, cũng như sân thượng phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có rất là nhiều cửa để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cũng như có ban công và lan can được làm bằng sắt rất là đẹp và rất là kiên cố, cũng như rất là chắc chắn. Căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ, và mình có con đường ở phía trước căn nhà là một con hẻm xe hơi. Và căn nhà mình thì chỉ có một mặt nhà thôi, cho nên là rất là thoáng và rất là mát. Cũng như khu vực phía trước này thì nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể đậu ở phía trước căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong. Thì căn nhà mình nằm trên một cái con hẻm thông, rất là thuận tiện để mình di chuyển xe từ trục đường chính đường Lê Văn Thọ sang trục đường Thống Nhất thuộc phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với khách hàng về một căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và căn nhà này thì đã được anh chị chủ nhà full nội thất tặng kèm, và chỉ với giá 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa, phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly, rất là đẹp và rất là chắc chắn. Cũng như kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn phía bên trong để bảo vệ cho căn nhà. Và khu vực ở dưới tầng trệt này thì rèm cửa cũng đã được anh chị chủ nhà may sẵn để tặng lại hết cho khách hàng. Và phía bên trong thì mình có kệ để tivi, cũng như phòng khách thì mình đã được anh chị đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà, thì mình sẽ có một cái không gian phòng bếp rất là rộng, được anh chị chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Bên trong thì mình có tủ bếp, kệ bếp căn nhà được làm bằng chất liệu gỗ an cường, rất là đẹp. Và không gian phòng bếp căn nhà mình khá là rộng, đã được anh chị sắm sẵn cho mình một cái tủ lạnh hai cánh lớn. Và phía dưới chân cầu thang mình có một cái hòn nam bộ khô và một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng phòng bếp, cũng như gara xe ở khu vực ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong, cũng như căn nhà này thì đang có bề ngang lên đến 5m, cho nên là được anh chị nhà thiết kế rất là thoáng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà. Thì phòng khách căn nhà mình sẽ chiếm trọn nguyên một cái phòng tầng lửng, cho nên là rất là rộng và được anh chị nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà. Phía bên trên khu vực không gian tầng lửng thì mình sẽ có tủ rượu và bàn ghế sofa đã được anh chị chủ nhà đóng sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Và khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ là khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong khi khách hàng mua căn nhà này.
Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và đang có một cái giá rất là mềm. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, thì anh nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem một căn nhà chỉ với giá hơn 5 tỷ và đã có sổ hoàn công đầy đủ cũng như có bản vẽ thiết kế thi công. Thì khi khách hàng mua căn nhà này, mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay. Với một căn nhà có bề ngang lên đến 5 mét và được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Thì khu vực lầu 1 thì mình sẽ có một cái phòng ngủ master, và bên trong thì mình sẽ có tủ quần áo và có nhà vệ sinh, có vách ngăn tấm kính và nhà vệ sinh căn nhà mình. Thì được thiết kế rất là rộng, được có gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và có hệ thống quạt hút cũng như gió rất là thoáng mát cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có 3 phòng ngủ chính, và khu vực lầu 1 này thì anh chị thiết kế một cái phòng ngủ master, phòng ngủ rất là rộng và có ban công để đi ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Cũng như chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một con đường kết nối giữa trục đường Lê Văn Thọ và trục đường Thống Nhất. Thì căn nhà này mình có thể đi từ trục đường Thống Nhất để vào căn nhà mình, cũng như mình có thể đi từ trục đường Lê Văn Thọ vào căn nhà của mình, thì rất là thuận tiện. Cũng như căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư đường Lê Văn Thọ và đường Cây Trâm, sát bên là công viên Làng Hoa, rất là thuận tiện để có nhà mua để ở mướn phòng công ty cũng như đầu tư, và mình có thể mua cho thuê. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý nhà đã sở hữu cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong căn nhà khi quý nhà mua căn nhà này. Và trên trang nhà đất Hoàng Tiến thì đang có rất là nhiều sản phẩm với nhiều mệnh giá khác nhau. Thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà nào phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý nhà đi xem một căn nhà mới được xây dựng xong đầu năm 2022 và nằm trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một cái phường nằm ngay trung tâm của quận Gò Vấp và nằm sát bên là sân bay Tân Sơn Nhất cũng như nhà thờ Hạnh Thông Tây và chợ Hạnh Thông Tây. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ thì quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên một con hẻm thông, một con hẻm xe hơi, và có bề ngang căn nhà lên đến 5 mét và chiều sâu căn nhà lên đến 9 mét. Được anh chị chủ nhà xây full nội thất. Đây là khu vực phía bên trên sân thượng căn nhà. Phía bên ngoài mình sẽ có một cái bộ bàn và đã được anh chị chủ nhà sắm sẵn, cũng như mình có xích đu và có anh chị có trồng cho mình những cái mảng cây xanh trang trí phía trên khu vực sân thượng căn nhà rất là đẹp. Đây là khu vực sân thượng của căn nhà. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.